Xin chào mọi người, hôm nay tôi quay video hướng dẫn sử dụng bếp từ đôi Perini với mã ô đen là KCSR688G. Khóa bàn phím, mình giữ cái biểu tượng cái ổ khóa này 3 giây thì nó sẽ khóa toàn bộ các chức năng này. Ví dụ nhà người già có thể không để ý thì hoặc trẻ con nó nghịch thì mình có thể khóa đấy. Mình muốn mở cái chức năng khóa này mình lại giữ lại 3 giây, tít một cái mất đèn là nó sẽ mình sẽ thay đổi tăng giảm thoải mái. Và chức năng cuối cùng đó là chức năng hẹn giờ. Khi mình nhấp đầu tiên thì hẹn giờ là cái hàng đơn vị nó sẽ nhấp nháy và mình sẽ bấm được tối đa 9 phút là hẹn giờ. Mình nhấp lần thứ hai thì là lại nhấp nháy hàng chục thì mình sẽ hẹn tối đa được 99 phút. Nhưng tuy nhiên trong bữa ăn mình nấu thì mình chỉ hẹn khoảng từ 3 đến 5 phút tùy theo thời gian các bạn muốn hẹn. Đấy, khi mà cái phím 06 này nó sẽ dừng lại thì lúc đấy mình đang hẹn bếp này là 6 phút và cái công suất cuối cùng là số 8 mình đang để. Muốn tắt bếp thì mình nhấp một lần là xong. Và khi tắt xong thì mình bỏ cái nồi này ra để cho nó thoáng cái mặt kính, và cái mặt kính này vẫn đang nóng thì lúc đó cái quạt gió nó đang hoạt động.